Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Bởi người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Tâm đầu ý hợp là một sân chơi dành cho các cặp đôi đến để giao lưu, chia sẻ những cái kinh nghiệm trong đời sống tình yêu của mình. Lâm Ý Dạ. Dạ. Nếu như cho em một điều ước về cái cuộc sống hôn nhân của mình, em sẽ ước gì? Em ước cho cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em lúc nào cũng được hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời. Anh cũng vậy. Dạ. Và có lẽ là các cặp đôi cũng vậy. Dạ. Và ngày hôm nay chúng ta hãy chờ xem hai cặp đôi đến để tham gia với chương trình Tâm đầu ý hợp là những ai. Ở đâu mình cùng nhau giải khoảng cách ông bà để về con cháu, chẳng cần đau đớn vì đã có nhau. Bước tới cuộc chơi mình là bạn thân, đến khi kết thúc ta thật vẫn gắn kết, vì ta đã hiểu nhau bao điều, hạnh phúc giờ đây trở thành điều dễ hiểu. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều để giờ đây còn lại chúng ta. Xin được hân hoan chào đón hai cặp đôi đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Và bây giờ chúng ta có một vài giây phút để các cặp đôi được giao lưu và trò chuyện với lại quý vị khán giả. Các bạn hãy tự giới thiệu về mình. Mời Thảo và anh em. Vợ chồng Phan Như Thảo và Nguyễn Đức An xin được hân hạnh chào quý vị khán giả. Hôm nay mình rất là vui vì hai vợ chồng mình được đến tham dự chương trình này, cũng như là có một cái cơ hội để tìm hiểu xem coi là mình hiểu nhau bao nhiêu phần trăm. Anh An có thể giới thiệu về mình ạ? Tôi là Nguyễn Đức An. Hiện giờ thì tôi chỉ có ở nhà trông em bé sáng chờ đi học, chiều đón về và tối nấu cơm cho vợ. Thế còn Tâm và Hoàng thì sao nè? Quen nhau là trong vòng bao lâu thì đi đến quyết định hôn nhân? Ôi 6 năm á. Dạ. Nhau 6 năm luôn. 6 năm á. Mà cái người đầu tiên kêu cưới không phải là em nói cưới. Em bị nôn á, thấy mấy đứa bạn em. Em mấy năm vậy? Em là 2 năm. 2 năm là cưới luôn. Dạ 2 năm là cưới. Tức là em ép cưới hay là sao? Anh này đừng có hỏi đến vấn đề này, cả nước biết mà. Rồi bây giờ chúng ta đi thẳng vào chương trình ha. Chương trình Tâm đầu ý hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để các cặp đôi kiểm tra lại độ tâm đầu ý hợp của mình. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào giành số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với vòng 1 của chương trình Tâm đầu ý hợp. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 1 của chương trình Tâm đầu ý hợp. Và vòng 1 này là sân chơi dành cho các cô vợ. Các anh chồng sẽ phải vào phòng chờ và các cô vợ sẽ phải trải qua 3 câu hỏi của chương trình. Sau đó các anh chồng quay trở lại so sánh đáp án với vợ mình. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và xin mời các anh chồng vào trong. Tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Rồi bây giờ là hai anh xã vô rồi. Bây giờ chỉ còn hai cô vợ ở đây thôi. Bây giờ mình cứ thẳng thắn trò chuyện với nhau ha. Mọi cái gì mà khúc mắc rồi ấp ức gì mình cứ chia sẻ hết. Có Dạ đây. Cho em hỏi là trong gia đình anh chị á, thì ai là người chi tiền nhiều hơn cho cái việc mua sắm quần áo? Thảo nghĩ tất nhiên là Thảo rồi. Đương nhiên rồi. Mua sắm quần áo cho tất cả mọi người. Thế còn Trâm thì sao? Cũng 90 á anh Thịnh. Dù em mua cỡ 10 đi, ổng cũng phải 89. Em cũng khá nhiều à, được nhiều đó. Không phải, tại vì cả hai vợ chồng đều là diễn viên cho nên là cần rất là nhiều trang phục. Rồi, mình khởi động sơ sơ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là kiểu quần áo nào chồng bạn có nhiều nhất trong tủ? Em mời chị Trâm. Ông Mèo là ông cực kỳ khoái đồ thể thao. Đồ thể thao. Chứ là thun đúng không? Thun. Đa số là đồ thun. Vậy Trâm chốt đáp án là? Đồ thể thao. Rồi, mời Thảo. Ông xã em thì ông ông rất là
để ý chuyện ăn mặc cho nên cái gì cũng nhiều hết trơn, không biết lấy cái gì luôn á, không có thể nào đếm lại số lượng, không biết cái gì nhiều. Nhưng mà em nghĩ là vest. Em có chốt đáp án này không? Em có nghĩ ông xã em cũng đồng ý không? Hoặc là áo thun, đồ vest. Nó làm sao có thể nhiều hơn được những cái đồ anh mặc thường ngày ta? Đúng đi rồi. Siêu thị anh mặc đồ vest luôn hả Thảo? Không. Mua đó thôi à? Đúng rồi, có nhiều người đàn ông người ta thích mua đồ vest nhiều đó, mặc dù là cũng có thể không mặc. Như vậy Thảo chốt đáp án là đồ vest. Có cái câu là đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ thì yêu bằng tai. Thì chồng bạn có phải là người giỏi về nói ngon nói ngọt không? Chồng mình không có giỏi về nói ngon nói ngọt đâu. Thì cái câu mà bạn nghĩ rằng chồng mình đã hết sức ngọt ngào rồi là câu gì? Vợ ai mà đẹp quá vậy? Cũng là ngon ngọt lắm á. Cái câu đó là chết người đó chứ. Bạn mèo quá anh. Bạn có phải là tiếp đàn ông mà nói ngon nói ngọt không? Dạ cũng có nói ngon nói ngọt mà em không tin. Vì cái câu sến nhất mà anh đã từng nói với chị là gì? Không có mẹ là ba không làm được gì hết. Trời ơi. Nhiều khi không có chị không làm nhiều cái không tưởng tượng đó, được luôn á chứ. Phải vậy không? Không tin được. Câu đó thật ra là cái câu rất là khôn luôn á nha. Không có mẹ là ba không làm được gì luôn. Có nghĩa là giao hết cho em luôn đó. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi số 2 là lời hứa nào của chồng dành cho vợ mà nhiều năm qua anh ấy chưa thực hiện được? Anh là 3-4 năm nay anh đều hứa là anh phải xuống ký nhưng mà anh không xuống được ký nào luôn. Em là vô vàng. Vô vàng luôn. Em ép hứa nhưng không bao giờ hứa. Mặc dù chồng em họ hứa. Rồi Tâm nè, bạn mèo anh đã hứa gì với em mà tới giờ vẫn chưa làm? Hứa là sẽ bớt vô tâm. Nhưng mà tới giờ em thấy vẫn chưa thực hiện được đúng y như lời hứa. Vô tâm theo định nghĩa của Tâm là như thế nào? Ví dụ như phụ em chăm sóc con cái, phụ em làm việc nhà hay là dạy con, chơi với con này nọ. Cực kỳ hiếm luôn. Rồi Thảo. Ảnh có hứa một cái câu mà em nghĩ không bao giờ ổng làm được hết là ổng sẽ nghiêm khắc với con ổng hơn. Nhưng mà không bao giờ có thể. Ông hay nói là nhìn nó giống anh quá. Anh giờ anh nạt nó như anh đang nạt anh vậy đó. Anh không có nạt được. Vì vậy thì Trâm chốt đáp án của mình là như thế nào? Sẽ không còn vô tâm nữa. Rồi, còn Thảo chốt đáp án như thế nào? Đáp án của em đó là lời hứa sẽ nghiêm khắc với con gái hơn của anh An. Câu hỏi số 3 là hai bạn đã làm gì để kết thúc cuộc chiến tranh lạnh gần đây nhất? Không phải riêng chiến tranh lạnh nữa mà bất kỳ cuộc cãi nhau nào cũng thường là ông mèo ông làm về trước không à? Mèo dưới mà. Thường là ông sẽ nhắn tin, ông hỏi em lý do tại sao em giận. Rồi bắt đầu em làm nguyên càn rồi đó. Mới nhắn tin lại là ba xin lỗi mẹ nha này nọ. Ba đã nhận ra lỗi sai của ba rồi. Dễ thương ha. Đó, rồi xong tối về cái làm bộ đụng đụng rồi. Đụng đụng heo. Cái quy trình mà làm lành là lúc nào nó cũng y xì vậy hay sao? Dạ, thường là vậy. Tức là nhắn tin hỏi là tại sao, sau đó là giải thích. Dạ. Và cuối cùng là nhận lỗi. Buổi tối về khều khều. Nếu mà căng quá thì sẽ đi mua cho em một cái áo, một cái đồng hoặc là cái son này nọ. Dạ. Kèm thêm. Như vậy bây giờ Tâm sẽ chốt đáp án là? Em chốt đáp án là nhắn tin. Còn Thảo thì sao nè? Thường là chỉ có 100% là chồng em làm lành với em thôi. 100% luôn. 100% tại vì em hay lợi dụng những cái lúc mà giận nó đi tuyệt thực. Mà anh sợ nhất là em tuyệt thực. Nhưng mà mình ăn lại 3 ngày luôn đúng không? Xong rồi chồng mình hả đút cho ăn ha, gấp bít luôn. Nhưng mà anh ấy sẽ giống như là sẽ đặt một chỗ ăn tối nào đó. Xong rồi nhắn tin bảo là anh đặt cho anh tới thì tới đi ăn tối nha, kiểu như chưa gì xảy ra hết. Nghĩa là dù cho cái lỗi đó là của bạn đi chăng nữa thì anh vẫn là người làm lành trước. Mình chẳng bao giờ có lỗi cả. Chẳng bao giờ có lỗi. Tôi rất thích những câu như vậy không, nha. Anh đang tự hỏi, anh nói thiệt luôn. Phụ nữ không bao giờ nghĩ mình có lỗi chứ, mà nếu có lỗi cũng không bao giờ xin lỗi. Phụ nữ không bao giờ có lỗi hết, anh nói gì vậy? Anh biết làm cái gì đó em mới có lỗi với anh. Đấy, không bao giờ có lỗi luôn. Rõ ràng. Dễ sợ thiệt. Rồi em chốt đáp án là như thế nào? Đặt chỗ ăn tối, mời đi ăn tối đi. Như vậy chúng ta đã có 3 câu đáp án và chúng ta chờ xem là hai ông chồng có trùng khớp với hai cô vợ hay không. Mời hai anh chồng quay trở lại sân khấu. Jolly Max Food, gia vị cuộc sống. Rồi nói chuyện với hai cô vợ quá trời luôn. Ổn ha anh? Biết một vài cái điều bí mật. Dạ thưa anh Mèo, hồi nãy vợ anh nói là anh là cái người mà mua sắm quần áo nhiều hơn vợ. Đúng không? Có đúng không? Không. Theo bạn Hoàng thì vợ chồng bạn ai là người mua sắm quần áo nhiều hơn? Em thì khi nào mà em ra mà em thấy đồ mà liên quan tới
nhãn hiệu thể thao á, là mà cái hãng hãng em yêu thích á thì em mới mua, còn không thôi em không bao giờ em mua hết á. Bạn Hoàng, tôi thấy bạn là chỉ thích mặc đồ thể thao thôi, tôi không thấy bạn chơi thể thao luôn. Đúng thế. Còn anh An? Thảo là người mua sắm nhiều à, mỗi ngày á là anh thấy chờ đồ chờ đồ về tới đồ anh em mới. Anh nói hoài là ở nhà đó là xếp hàng một ngày chắc phải chục chuyến giao rồi sẽ bảo ngá của đồ khác. Vậy mà nãy cổ nói giống như bình thường mà có em là người mua hơi nhiều hơn. Được cái là Thảo biết anh rất là khó tính cho nên Thảo mua nhưng mà Thảo toàn giấu. Chứ bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi số 1 chính thức. Câu hỏi số 1 là kiểu quần áo nào mà bạn có nhiều nhất ở trong tủ? Mời anh Mèo. Tủ quần áo em chỉ có đồ thể thao nhiều thôi hả? Vậy mà nói hiểu vợ mình. Chết thật. À, có đáp án nào khác không? À, không, không chắc chắn luôn. Tại vì em mua cái đồ đó rất nhiều. Hoàng Mèo chốt đáp án như sao? Dạ, chốt của em là đồ thể thao. Mời chăm so đáp án. Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình của anh Mèo, chị Trâm đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng anh An ạ. Anh chỉ có áo thun rồi. Một lúc anh mua là mua mấy chục cái luôn. Giống nhau hết, chỉ khác màu thôi. Và anh cho đáp án là áo thun. Áo thun. Mời Thảo cho đáp án. Đồ vest. Không, đồ vest sẽ có rất là nhiều nhưng mà anh ít khi mặc lắm. À, người ta hỏi là trong tủ quần áo cái gì nhiều nhất mà đâu có hỏi anh mặc nhiều nhất đâu. Như vậy là bà xã anh đúng á. Đúng. Anh sao? Rất tiếc ở đáp án này thì gia đình của anh chị đã không trùng khớp với nhau, không mang về cho mình một điểm nào cả. Bạn Hoàng, bạn có phải là mẫu đàn ông mà gọi là nói ngon nói ngọt không? Em có nói ngon nói ngọt nhưng mà sau này mỗi lần nói chuyện với bà hồi xưa được nhưng mà bây giờ kỳ rồi. Cớp đi. Dạ lắm. Nói thẳng luôn hả? Nói vậy luôn á. Em thử nói một câu ngọt ngào mà nói thiệt coi coi Trâm làm sao vô nổi không. Trời ơi, tự nhiên nói thiệt là sao trời. Trời ơi, có gì đâu. Thì em nghĩ em nói thiệt đúng không? Em cứ nói thiệt một câu ngọt ngào rồi coi. Trâm quay qua nhìn ông chồng người âu yếm rồi coi. Để coi coi ba MC kiểm tra coi có giả không. Anh nhớ em dữ lắm. Trời ơi, cái này là quá giả luôn. Câu gì mà thiệt dữ vậy anh Mèo? Ngồi kế bên mình nhớ cái gì? Thiệt. Gặp nhau hoài nhớ gì? Đây nè, em nói xong tim vẫn còn đập nè. Em thử nói câu này anh nghe chắc thật hơn nè. Anh sợ em lắm đó. Nói lại đi nè. Anh lại em. Em thật không? Em thật dễ sợ không? Trời ơi, đau ở trong tâm tư. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là lời hứa nào bạn từng hứa với vợ nhưng sau nhiều năm vẫn chưa thực hiện được? Nếu em nhớ không lầm thì em hứa là em sẽ cầu hôn bà. Đó. Hấp dẫn rồi đó. Tuyệt vời, hiểu không? Tại vì Trâm chỉ nói em đúng một lần một thôi. Là Trâm nói với em là sao người ta được cầu hôn nhưng mà sao tôi với ông đám cưới mà tôi là người là kêu chủ động kêu ông cưới mà ông không cầu hôn. Chứ không phải là ông cưới tôi mà người ta được cầu hôn tôi cũng được điều đó. Bây giờ chốt đáp án chưa? Em chốt luôn. Mời Trâm. Chắc vô á. Vô liền. Vô mà vô tâm. Trời ơi, thì đúng mà. Còn cái điều quan trọng là cái lời cầu hôn đó không phải là cái mà chị Trâm cần. Mà cái chị cần là anh bớt vô tâm lại, quan tâm vợ con nhiều hơn chút. Cái sự không trùng khớp này đã khiến cho cặp đôi của mình không có điểm. Tới phiên anh An. Anh hứa nhiều lắm nhưng mà có một câu anh hứa giống anh á là cũng hứa không phải cầu hôn mà là hứa cưới. Hứa cưới. Hứa hoài nhưng mà chưa có dịp. Anh An ơi, có chắc là Thảo mong muốn điều này nhất không? Anh chắc chắn là Thảo cũng mong muốn điều này. Vậy anh nghĩ coi ra có còn lời hứa nào khác không? Cái câu khác mà anh nghĩ là Thảo sẽ nói là đừng có làm bao giờ làm Thảo buồn. Dạ. Vì Thảo bắt anh hứa câu này hoài rất là nhiều lần. Dạ. Thì anh chốt đáp án là câu nào? Anh chốt câu không làm Thảo buồn. Không làm Thảo buồn. Mời sao đáp án. Nghiêm khắc với con gái hơn. Làm ơn chồng chứ.
Thảo thì không nghĩ cho bản thân Thảo, Thảo nghĩ cho con gái hơn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là hai bạn đã làm gì để kết thúc cuộc chiến tranh lạnh gần đây nhất? Là luôn luôn là anh xin lỗi. Thảo bắt anh là anh hứa đi là không làm đau buồn nữa. Em phải bắt là bây giờ nói 100 lần cái câu là anh có lỗi rồi, anh xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ làm ba chấm như thế này nữa. À, nói nhớ. Nói ra đó hả? Ngoài ra còn cái hình thức nào nữa không anh? Ôm hôn. Dạ. Bây giờ anh chốt đáp án là ôm hôn. Ôm hôn. Vẫn là ôm hôn. Rồi mình khoan hãy so đáp án ha. Rồi mời Hoàng Mèo. Nhưng mà Trâm hồi nãy có tâm sự là nó có quy trình đàng hoàng. Từng bước một. Có, nó có mấy bước lận đó. Ôm thì bả gì nè, bả cứng ngắc à. Thì sau đó em nghĩ thêm cái nữa là sáng mai em đi mua món đồ, xong rồi trước khi đi làm cái em hôn cái chân của bả. Em hôn cái chân của bả. Hôn cái chân luôn. Anh thấy hay rồi đó, anh hay rồi, hay rồi. Em cũng thấy hay. Hay, đang hay, đang hay. Rồi, coi như là chỗ đáp án là sao? Em chỗ đáp án là hôn chân rồi tặng quà. Rồi so sánh liền đáp án luôn cả hai đáp án luôn đó. Bên đây là mời vợ đi ăn tối, bên kia là nhắn tin xin lỗi. Nhắn tin là trước đó nữa. Rồi đó là quy trình. Hồi nãy anh Thịnh mới nói là quy trình sao phải từng bước một chứ, nó phải bắt đầu trước thì nó mới tới cái phần kia. Chết theo ghê. Tối nào mà trận đi anh. Và câu số 3 này thì cả hai đội đều không trùng khớp với nhau, cho nên không mang về cho mình một điểm nào cả. Kết thúc 3 câu hỏi vòng 1 này thì hiện tại số điểm của các cặp vợ chồng như sau. Đó là gia đình của Phan Như Thảo và anh Đức An hiện tại là 0 điểm. Còn gia đình của anh Hoàng Mèo và chị Đại Ngọc Trâm thì cái điểm cao hơn rất nhiều, đó là 8 điểm. Và hy vọng là ở phòng 2 thì các cặp đôi sẽ trùng khớp với nhau nhiều hơn, mang về cho nhau điểm nhiều hơn. Và trước khi đến với phòng 2 thì quý vị đừng đi đâu nhé, chúng ta sẽ quay trở lại sau vài giây quảng cáo. Jolly Max Food, gia vị cuộc sống. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Và vòng 2 này là sân chơi dành cho các anh chồng. Hai cô vợ sẽ phải vào phòng chờ và các anh chồng cũng sẽ phải trải qua 3 câu hỏi của chương trình. Sau đó hai cô vợ quay trở lại so sánh đáp án với chồng mình. Mỗi đáp án trùng khớp sẽ mang về cho mình 10 điểm. Và xin mời hai cô vợ vào trong. Tâm Đầu Ý Hợp. Tâm Đầu Ý Hợp. Câu hỏi số 1 là bạn thích nhất thói quen nào của vợ và muốn cô ấy giữ mãi? Vợ sẽ nấu cơm và nó chuẩn bị một bữa cơm gia đình để cho em và con ăn. Trước đây có thói quen đó đúng không? Có thói quen đó là em với bà đi chợ rồi bây giờ bà nấu rồi em phụ bà. Rồi sau này có con đầu tiên là 7 tuổi cũng có khoảng thời gian đó. Sau này thì lòi ra bé thứ hai thì bà thì đi học, em thì công việc đi làm, cho nên là thường là bây giờ ra chợ ăn không. Em có nghĩ là cô ấy cũng nhớ lại cái thói quen này không? Em nghĩ là sẽ có. Như vậy em chốt đáp án là nói chung là chuẩn bị một bữa cơm gia đình và cùng ngồi ăn. Dạ anh An, anh có thích cái thói quen nào của vợ và muốn Thảo giữ mãi cái thói quen đó không thay đổi không ạ? Thói quen ngày xưa thì Thảo hay điệu đà hơn, sau này thì về nhà thì bắt đầu công việc thì cũng bận rộn, tự nhiên Thảo quên hết chăm sóc bản thân. Dạ. Không còn lo tới nghĩ bản thân. Mà cái điều đó là nghĩ là luôn luôn phụ nữ cần phải giữ, phải chăm sóc bản thân. Dạ. Chăm sóc bản thân mình. Vậy anh chốt đáp án là chăm sóc bản thân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 luôn ạ. Câu hỏi số 2 là ngoài câu anh yêu em thì bạn còn nói câu gì nữa để bày tỏ tình cảm với vợ mình? Mời anh Mèo. Sao em hỏi anh An đi, hỏi anh trước rồi á. Tại vì em nghĩ là anh sẽ có nhiều cái thú vị hơn. Anh xin lỗi em. Ngộ vậy? Câu đó chị nói nhiều nhất luôn á. Nói nhiều nhất luôn. Nói nhiều hơn câu anh yêu em luôn. Anh lỗi nhiều quá phải không? Lỗi nhiều quá. Đó giống như nãy nói vô tâm rồi á anh.
Thì em chốt đáp án cái câu mà em, ngoài câu anh yêu em mà em hay bày tỏ với vợ nhất là cái câu đó. Anh xin lỗi em. Ông này chắc làm nhiều lỗi lắm, tối ngày phải đi xin lỗi. Anh hay bày tỏ với lại vợ bằng cái câu như thế nào? Mình ôm nhau nhé. Mình ôm nhau nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng là điểm nào ở con mà bạn thấy giống vợ mình nhất? Con trai đầu là y chang em luôn. Chỉ có cái bài nhỏ sau này là 21 tháng là giống tính tới bây giờ. Giống cái gì nè? Giống vợ em là lì. À, độ lì. Với lại dữ dằn, gan dạ lắm. Bây giờ sao ta không để nó gan ta? Có nghĩa là bà không có sợ gì trong nhà hết. Gan lì luôn. Vậy em xin chốt đáp án là con gái sau của em là giống vợ em ở chỗ là gan lì. Thì rồi anh An. Con gái anh lúc nào cũng tươi cười. Rất là giống vợ anh. Giống cái tính, cái sự cái tính cười. Rất là vui. Vui vẻ. Trong nhà lúc nào cũng vui, tươi cười. Dạ. Để anh chốt đáp án là tươi cười, vui. Rồi bây giờ là sau khi mà chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi rồi, bây giờ chờ xem là hai bà xã có trùng khớp với lại hai anh hay không. Xin mời hai cô vợ quay trở lại sân khấu. Chào mừng hai cô vợ đã quay trở lại sân khấu. Hai bà xã là có bao giờ các bạn bị hai anh chồng cào nhào là sao bây giờ em thay đổi quá? Thay đổi tính cách thì không có nghe than phiền. Yeah. Chỉ nghe than phiền kiểu như là ủa chỉ mấy cái hình mặc bikini chụp hình hồi xưa á. Ủa cô này đâu rồi? Cô này đâu rồi? Hay kiểu vậy đó, đi ngang thấy hình cái ủa hình như anh lấy lộn vợ rồi ai đây? nhắc khéo. Thế còn sao Trâm? Ví dụ như là ngày xưa thì em hay có những cử chỉ âu yếm đồ này nọ. Còn từ ngày có con rồi mệt quá anh. Đó. Thời gian chăm cho con với lại ngủ thèm giấc ngủ ngon kỳ ha. Đâu còn thời gian để mà âu yếm nữa. Cô vợ ngộ á. Đôi lúc tụi em bị bỏ quên chồng mình luôn á. Anh cũng bị bỏ rơi hoài đó. Đàn ông cũng bị cảm giác bị bỏ rơi nhiều, người ta cũng tổn thương đó. Hiểu không? Lâu lâu cũng nói ngọt nó ngon với chồng mình cái. Rồi chúng ta bây giờ đi vào câu hỏi số 1. Câu hỏi này rất hay. Câu hỏi số 1 là thói quen nào của bạn mà chồng muốn mình giữ mãi? Thói quen gì trời? Thói quen gì trời? Đó, trời ơi, thói quen gì trời là thấy xong rồi. Khó mà hay lắm á nha. Không có thói quen nào hết. Có nghĩa là trước đây em đã từng có thói quen đó và ảnh cũng rất là thích. Vậy á? Rất là khuyến khích em. Thôi Trâm nói trước đi. Em cũng nghĩ chưa ra. Thói quen này là dành cho cả gia đình chứ không phải cho ai hết. Em hay nấu ăn hả ta? Trời ơi, đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy thì tụi tôi đâu có hỏi. MC này thiệt á, MC riết rồi không biết là MC đang giúp đỡ hay là hại nữa. Bình thường ăn được ra tiệm ăn hay là mình đặt đồ ăn vậy? Bây giờ thì nếu mà nghĩ nấu ăn thì chốt đó, nấu ăn. Em nghĩ là thói quen nấu ăn. Mời so đáp án. Đáp án của em là chuẩn bị bữa cơm gia đình. Chính xác. Nấu ăn khó không? Và với đáp án trùng khớp đó thì cặp đôi của anh Mèo, chị Trâm đã mang về cho mình 10 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng. Thảo, cố lên. Hồi lúc trước khi có chồng á, em có rất là nhiều cái sở thích, thói quen, đam mê, tất các kiểu. Sao em lấy chồng xong cái em còn gì hết à? Em chỉ có một đam mê nhất là chồng thôi, không có đam mê gì nữa. Cái gì mà bây giờ em đã không để tâm vô nữa? Chắc lại không để tâm vô cái chuyện mà làm đẹp. Chăm sóc bản thân mình kiểu như hồi xưa. Chốt rồi. Hả? Trời ơi. Sao bán luôn. Trời ơi. Cái điểm đầu tiên mà. Cấp nhận quả thật nha, dân kinh doanh có khác anh thấy không? Chợp liền. Dân kinh doanh làm cơ hội có họ lấy liền. Có là chợp liền. Nắm bắt cơ hội liền. Rồi, anh vợ đáp án mà tôi giật mình luôn á trời. Xấu hổ vợ mang. Tôi đang chuẩn bị tôi lừa. Tôi gạt, ổng không cho cơ hội tôi gạt luôn. Lỡ anh lại đi chỗ khác thì sao? Và xin chúc mừng gia đình của Văn Như Thảo và Đức An đã mang về cho mình 10 điểm đầu tiên. Em phải nói là chúc mừng anh An đã chọc được số điểm 10 điểm. Cơ hội cũng biết. 10 điểm trước mặt phải nhặt. Trong số những cái món quà mà chồng mình tặng thì bạn thích nhất món quà nào? Ông tặng em cũng nhiều lắm. Thích nhất là
gần đây nhất là cái điện thoại. Em cũng nghĩ điện thoại, nhưng mà em không nghĩ là cái điện thoại mới đây. À, em nghĩ là cái điện thoại trước kia. À, cái kia nó có giá trị tinh thần hả? Cái trước kia nó giá trị kinh khủng đối với em luôn đó. Vợ em bị tai nạn. À, em có nhớ lần đó là cũng phải cả mười mấy năm rồi đó. Ví dụ như người ta vừa té xuống cái là ta bụp, là em lúc đó em chỉ biết hốt bả thôi. Mà lúc đó máu đau quá trời luôn, mà miếng thịt nó dở ra ngoài rồi. Bế bả lên, em giục xe, giục hết tất cả luôn. Em ôm bà, em còn nhớ luôn, lúc đó ở bên quận 4 á. Rồi xong vô đó mai, mà lúc đó em tâm trạng là em không biết gì hết. Mai giá xong hết về, rồi xong phải ở nhà, không được đi diễn. Em sợ vợ em buồn, em muốn mua một cái điện thoại. Cũng cái điện thoại trái táo á. À, mà em nhớ là trái táo 3. À, nó mắc lắm. Cái đồng tiền lúc đó em mua cho vợ em, lúc đó em mua cái món quà đó là món quà đắt nhất cái thời điểm đó. Không còn gì hết. Đầy xương máu hả? Nó vừa giá trị về vật chất mà giá trị về tinh thần nữa. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu hỏi số 2. Nó không liên quan gì đến quà cả. Đó là ngoài câu anh yêu em ra thì chồng còn thể hiện tình cảm với bạn bằng câu gì nữa? Ngoài câu anh yêu em ra, chú Đạt hay nói câu gì với em? Em nghe nhiều lắm á. Chắc giống anh mèo. Cũng thể hiện kèo luôn đó. Thể hiện kèo luôn. Câu gì trời, em mình em nghĩ là bà sẽ không bao giờ đón. Không bao giờ đón được đâu, kệ vậy mới vui. Thảo nghĩ ra chưa? Chưa, lo bận cười không hiểu với người ta. Anh An, anh có hay nói mấy cái câu này nhiều không? Hình như toàn lần. Toàn lần. Toàn lần nhắn luôn. Ôi rõ vậy. Người ta gợi ý mất như vậy. Cười là ra rồi. Rồi, ra rồi. Cười là ra rồi. Không có. Bên đây người ta là tuần lần, anh mèo là 7 lần một tuần. Trời, nhắn riết mà chị trăm lần luôn á. Lần luôn á. Lần. Để nó trôi qua luôn rồi, nó trôi qua luôn rồi. Tâm lý của chị Trâm mà khi nhận được cái tin nhắn đó là nè. Còn không là nha. Nữa hả? Nói đại đi, em nói đại cho nè. Ba nhớ mẹ. Rồi, ba nhớ mẹ. Chốt. Ba nhớ mẹ hả? Rồi, không chắc. Trời, người ta minh họa bằng hình ảnh vậy mà không ra. Rồi đi xa. Trời ơi, đúng tâm lý đó không? Xin lỗi hoài luôn. Đó, thấy chưa? Anh thấy không? Xin lỗi hoài luôn, có nói trên miệng luôn nè. Thảo nhớ chưa? Em nghĩ chắc là câu mình ôm nhau không vợ. Trời ơi. Coi chốt chưa, chốt chưa. Chốt vậy? Chưa, chốt chưa. Ủa như vậy chúng tôi còn ngồi đây để làm cái gì? Chúng tôi có ngồi đây cũng giống như là không có ngồi gì á. Anh chơi vậy rồi ai chơi lợi anh? Điểm đi ngang qua mình lượng ngay. Hả? Nó ra anh phải báo tôi một biết chứ. Anh không báo luôn anh bảo lên chốt đáp án. Như vậy trong câu hỏi số 2 này, gia đình Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo đã không trùng khớp nên không có điểm. Còn gia đình của anh An và Thảo đã chộp giật được 10 điểm. Chúng ta bắt đầu đi qua câu hỏi số 3. Điểm nào ở con mà bạn thấy giống mình nhất? Kiểu như con của diễn viên diễn không à? Không tin được. Trời ơi, sao có thể nghĩ là chồng mình nghĩ mình như vậy? Thấy anh An không chộp là thấy không đúng rồi. Thấy anh An không chộp cơ hội là biết không đúng rồi. Ê, bây giờ sao ta? Chỉ là bây giờ Thảo dễ biết lắm. Mà em ngồi im vậy nè. Là biết không đúng rồi, biết thật rồi. Là biết không đúng, mà đúng cái ông chập luôn. Ông không cho cơ hội MC hẻ lừa dối cái gì hết trơn. Cứ là ví dụ, ha, giống mắt ha, chưa chập. giống mái tóc mà chưa chập. Chính mà cả ngoại hình luôn đó. Em thấy cái nào mà nó giống mình nhất? Em thấy cái miệng nó giống em nhất. Miệng giống em nhất. Cái miệng là gần đúng rồi đó. Gần, cái tay vừa nhấp nhấp luôn. Đúng rồi. Cái miệng là gần đúng rồi. Thì cái miệng mà, còn cái miệng hay không có giống gì nữa hết. Nhưng mà lý do gì mà ảnh lại không, thích giống? Không, bây giờ gợi ý nha. Anh An không được vô bản nha. Bây giờ cương quyết luôn đó. Ủa? Có đúng anh cũng không được. Bây giờ gợi ý như vậy luôn. Tôi đề nghị anh Thịnh tới giữ cái bản bên chỗ anh An. Ôm luôn cho chắc. Ôm cái bản. Ôm cái bản. Anh kéo lại. Tôi đề nghị. Tụi tôi đem về đây luôn. Quá nguy
nguy hiểm, người chơi quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Bây giờ em trả lời đi, con gái em giống em ở điểm nào? Con gái em giống em ở cười giống em. Hay em chốt anh ngồi im à? Bây giờ sao chốt sao mà quá chốt rồi sao bỗng nắm được chốt à? Ok chốt nụ cười. Và xin chúc mừng gia đình của Thảo và Nan đã mang về cho mình thêm 10 điểm nữa. Hồi nãy Hoàng Mèo có chia sẻ là con trai thì giống Hoàng Mèo y đúc rồi. Bây giờ theo Trâm thì con gái mình giống mình ở điểm gì? Con gái nó giống em ở chỗ nhất là cá tính hung dữ với ba gai. Hay 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 ha. Hay hay ha. Ông kia đừng có chụp nha. Không phải chụp đâu. Mình liệt kê thêm một vài tính cách nữa đi nè. Lì. Rồi. Chốt chưa? Chốt rồi. Rồi chốt lì đúng không? Chốt mời Hoàng Mèo xóa đáp án. Gan lì. Và với đáp án trùng khớp này thì gia đình của chị Trâm Anh Mèo cũng mang về cho mình thêm 10 điểm. Tôi xin được công bố số điểm sau vòng 2. Quả là lật kèo. Lật kèo. Bởi vì vòng 2 này thì có vẻ như gia đình của anh Đức An và Phan Như Thảo tấp đầu ý hợp nhiều hơn, đã chập được cơ hội đúng lúc. Cho nên là gia đình của anh chị đã mang về cho mình trọn số điểm là 30 điểm. Xin chúc mừng. Còn gia đình của chị Trâm và anh Mèo không biết nắm bắt cơ hội bằng gia đình người ta không? Cho nên hiện tại mình chỉ có 20 điểm mà thôi. Nhưng mà đừng lo, bởi vì ở vòng 3 này là cái vòng thi có khả năng chúng ta có thể lật ngược lại tình thế. Và trước khi đến với vòng 3 thì xin mời khán giả hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Ta là một mây ghép khúc tách rời, tâm đầu ý hợp. Jolly Max Food, gia vị cuộc sống. Ta là một mây ghép khúc tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 3 của chương trình Tâm đầu ý hợp. Và vòng 3 này chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi và các đáp án của các cặp đôi đưa ra theo dạng liệt kê. Và các đáp án sẽ được ghi trên tấm bảng của mình. Mỗi đáp án trùng khớp mang về cho mình 5 điểm, tối đa là 45 điểm. Và đây là cái vòng chơi mà có thể lật ngược lại tình thế. Đội nào cao điểm hơn sẽ là đội chiến thắng trong ngày hôm nay. Mỗi một câu hỏi, các cặp đôi sẽ có 15 giây để ghi đáp án. Và câu hỏi số 1 như sau. 3 điều hai vợ chồng muốn thay đổi trong nhà. 15 giây bắt đầu. Trời, chắc lên đường quá. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh đáp án của gia đình chị Trâm Anh Mèo trước. Xin mời anh chị. Bên anh Mèo có cái bếp to tí. Cái bếp to tí, bên đây có bếp trung khớp. Trung khớp. Anh Mèo có nhà tắm rộng chút. Ờ, nhà tắm chật cũng được, thay đổi được bậy thôi. Không có nhà tắm. Không có nhà tắm. Anh Mèo muốn có cái phòng giải trí. Giải trí đi ra ngoài giải trí đi. Đây có. Ở đây có thay đổi bàn ghế phòng khách. À. Giường ngủ. À. Vậy là chúng ta chỉ có một đáp án trùng khớp thôi, mang về cho anh chị 5 điểm. Mời anh An và Thảo. Bên Thảo có muốn thay đổi bếp đó. Nội thất bếp. Có. Trùng khớp bếp luôn. Bên Thảo có thay đổi sofa đó. Bàn ghế sofa trùng khớp. Bên Thảo có phòng ngủ của bé. À, bên này ảnh không thích ở trong phòng ngủ mà ảnh thích là bàn ăn. Như vậy là có 2 trùng khớp đã mang về cho cặp đôi anh An và Thảo 10 điểm. Và câu hỏi số 2 như sau. 3 hành động của chồng mà vợ thấy đàn ông nhất.
15 giây bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với đáp án của gia đình chị Thảo và anh An trước. Em không dám đọc đáp án bên này. Ai nhường anh? Theo chị Thảo thì ba hành động mà đàn ông nhất của chồng đó chính là tập gym, thứ hai là chơi với con, thứ ba là ôm vợ. Nghe có vẻ có lý đúng không? Dạ. Nhưng mà chúng ta hãy tham khảo cái ý của anh An, ảnh đàn ông nhất khi nào. Tôi không dám đọc. Quá dữ luôn. Số 1 là gì anh? Hút ghẹ. Đàn ông ghê không? Đàn ông quá. Trời ơi. Em ăn đi. Đúng nè. Tại vì ông luôn bắt em ăn 100%. Thôi đâu có dễ để làm được chuyện đó đâu. Đúng nha rồi. Cái này còn ghê hơn bóc ghẹ nữa. Bóc cua nha. Không, gấp đồ ăn. Trời ơi. Ác dễ sợ luôn. Quá đàn ông luôn. Ủa đồ ăn đâu vậy anh? Rất là đàn ông. Bên đây rồi gì tập gym rồi. Cái thứ ba nè. Trời ơi. Cái này mới dữ nhất nè em. Gì vậy? Cái đàn ông xếp quần áo. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Quá thế? Đàn ông luôn thì mới làm được mấy cái chuyện này đó. Cười cái gì hoàng mèo. Giờ đây chứ anh mèo cười. Trời ơi, em úp rồi. Nó cũng hề hước vui nhộn lắm á. Những đáp án rất là thú vị. Và nó rất là không trùng khớp. Dạ, đúng rồi. Nên không có điểm nào cho cặp đôi của anh An và Thảo. Những MC rất thích những đáp án của anh An. Quá hay. Chúng ta sẽ đến với đáp án của chị Trâm và anh Mèo. Theo chị Trâm thì ba hành động mà đàn ông nhất của anh Mèo đó chính là đưa tiền cho vợ, mua đồ chơi cho con, thứ ba là thỉnh thoảng nấu cho vợ ăn. Ủa không, thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho vợ ăn cũng quá đàn ông rồi. Cũng đàn ông luôn. Nhưng mà quan niệm của Hoàng Mèo về đàn ông thì lúc mà biết xin lỗi vợ mới là đàn ông. Điều thứ hai. Không phải. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Gì cái vậy? Câu này nó còn thể hiện cái kèo mà kèo dưới hơn cái câu xin lỗi nữa. Là cái gì vậy? Em ơi em ăn trước giùm anh đi. Cho vợ ăn trước mình. Cho vợ ăn trước mình là một hành động theo anh Mèo rất là đàn ông. Đúng rồi, có nghĩa là vô bàn ăn dù mình gấp, vô vợ xong rồi vợ ăn đi vợ, rồi xong rồi vợ ăn mình ăn. Trời ơi, không dám đọc luôn. Mặc đồ manly. Trăm điều thứ ba là gì vậy? À, thỉnh thoảng nấu ăn cho vợ mới là đàn ông. Cái đó em có. Có mà sao không chọn mặc đồ manly. Không nghĩ được, không chạy chữ kịp. Trời ơi, thiệt á, cái câu này nó hại hai đội luôn. Tuyên bố ngắn gọn, không có đội nào được điểm trong câu này. Câu thứ ba là hãy kể tên ba món đồ chơi mà chồng hay mua cho con. 15 giây bắt đầu. Chúng ta đã có được các đáp án của hai cặp đôi. Bây giờ xin được xem đáp án của anh Mèo và chị Trâm trước. Mời anh chị. Ba món đồ chơi mà chồng hay mua cho con. Anh Mèo chọn là gấu bông nhiều loại, siêu nhân. Số 3 là súng đồ chơi. Bên đây có mô hình lắp ráp nè. Rồi đồ chơi bằng gỗ nè. Rồi bên đây là thanh tao phải không? Đồ chơi điện tử nè. Không phải, ba món đó là em mới mua đây. Kệ em chứ anh giờ. Mới mua tức thì luôn. Em mua chút nào cũng được anh, bây giờ anh biết so cho tôi cái bảng em. Thì đó, mới mua tức thì cách đây 3 ngày. Rồi. Giải thích thì đã dành về nhà giải thích. Và mình cũng không có được điểm nào trong câu hỏi này. Chia buồn. Bà Trâm mới nhớ mới đây. Quá xuất sắc nha, hiếm đội nào mà hai câu mà chưa trùng khớp con nào. Bây giờ chúng ta đến với đáp án của gia đình chị Thảo và anh Đức An. Xin mời anh chị. Bên Thảo có búp bê massage. Búp bê massage là công chúa massage, chính xác. Bên Thảo có cái banh đấy. Gái mà chơi banh. Ừ. Có không anh? Có, con gái của anh thích banh lắm. Nhưng mà anh không có ghi vô. Nhưng mà không có. Anh ghi là cái gì? Heo cách bàn. Bên đây có xe hơi.
có mua. Đúng rồi. Đúng, đúng rồi luôn. Mà cũng không ghi. Nhưng mà không ghi, anh ghi là công chúa Elsa. Nhưng mà ít nhất là người ta có một đứa con thôi mà người ta trúng câu. Trúng câu. Bên này cho hai đứa mà không trúng một câu nào thì biết nói gì bây giờ. Biết nói gì bây giờ. Chúc mừng anh chị lại cho mình thêm 5 điểm nữa. Và trước khi công bố số điểm của vòng 3 này thì xin mời các anh chị hãy về lại vị trí của mình. Ai về nhà nấy. Ngại quá, em không dám công bố số điểm của gia đình anh Mèo và chị Trâm. Cứ thẳng thắn đi em. Dạ, bởi vì nó nhiều quá anh à. Tổn thương cỡ nào thì cũng phải thẳng thắn thôi. Dạ, gia đình của anh Mèo, chị Trâm, 3 câu hỏi thì chỉ mang về cho mình 5 điểm mà thôi. Chương trình có khuyến khích anh chị cho nên là mở cái nhạc vui cho anh chị có tinh thần. Dạ. Còn gia đình của chị Thảo và anh Đức An thì xuất sắc hơn, tâm đầu ý hợp hơn, cho nên mang về cho mình 15 điểm. Và đây là tổng số điểm sau 3 vòng chơi của hai cặp đôi. Gia đình của anh Mèo và chị Trâm mang về cho mình 30 điểm. Còn gia đình của anh Đức An và chị Phan Kim Thảo đã mang về cho mình 45 điểm. Xin chúc mừng. Và đội giành chiến thắng trong ngày hôm nay đó chính là gia đình của chị Như Thảo và anh Đức An đã mang về 8 triệu tiền thưởng từ chương trình. Chúc mừng anh chị. Còn gia đình bên này nè. Đó. Hả? Thì cũng được 5 triệu từ chương trình. Chúc mừng. Xin thay mặt chương trình, Đức Thịnh xin cảm ơn hai cặp đôi đã đến đây chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện rất là thú vị trong cái đời sống hôn nhân của mình. Không biết là anh An và Thảo có cái điều gì mà tâm đắc sau khi đã tham gia cái chương trình Tâm Đầu Ý Hợp hay không? Anh nghĩ chương trình này hôm nay đem đến cho anh cái suy nghĩ là mình phải chi tiết và chăm sóc vợ hơn, giống như là nhắc nhở mình. Từ chuyện nhỏ nhỏ là lời nói, từ giờ là xin lỗi nhiều. Còn Thảo thì sao nè? Em thì qua chương trình hôm nay em nghĩ rằng là chồng mình hiểu mình nhiều hơn là mình tưởng á. Em phát hiện ra là hồi đó vẫn cứ nghĩ là anh An không có hiểu em nghĩ gì em đầu đâu, nhưng mà em thấy là anh có vẻ để ý em hơi nhiều. Vậy là vui rồi. Còn Hoàng Mèo thì sao nè? Hồi nãy bà xã có chia sẻ là có hứa cái vụ mà vô tâm rồi gì đó mà lâu rồi cũng sửa được chút chút, rồi bây giờ em có quyết tâm sửa không em nói dạ, đi. Em chắc chắn em sẽ sửa. Mà em giờ đã sửa rồi đó, nhưng mà chắc có lẽ là chưa có phù hợp lắm với cái kiểu suy nghĩ của vợ em. Do tư duy khác thôi chứ không phải là em không sửa đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Trâm thì sao nè, Trâm có cái tâm tư gì muốn chia sẻ với lại khán giả không? Dạ thì qua chương trình này cũng như tất cả chương trình mà tụi em đã tham gia thì vẫn không có tâm đầu ý hợp nữa. Dạ sẽ rút kinh nghiệm, nếu mà mấy game sau nữa sẽ ráng hợp hơn nữa. Ngày hôm nay thì xin được cảm ơn các cặp đôi đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, đã chia sẻ những cái kinh nghiệm sống cũng như là những câu chuyện thật là thú vị, rất là dễ thương trong cuộc sống hôn nhân của họ. Và xin được kính chúc cho các cặp đôi luôn luôn hạnh phúc và gắn kết với nhau bền lâu hơn nữa. Cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày nào em cũng ở nhà đó, cho nên là em luôn đợi bạn ấy về nhà. Wow. Nói cái mọi người tưởng đâu em là một đứa rất là mê không, đi chơi. Không, tại vì Ngân đi làm rất nhiều. Trước Phương Lan là đặt chắc cũng phải có một vài mối tình đúng không? Không anh, không phải một vài, một nùi mối tình anh. Dạ. Vợ em diễn hài, không phải diễn đào đẹp nên là em sẽ yên tâm hơn, bớt ghen hơn. Jolimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.